Hello mọi người, hôm nay em lên khá là trễ luôn, bây giờ rất là trễ rồi mà tại vì có mấy mặt bông mới nở nên là em sẽ chia sẻ cho anh chị mình xem ha. Rồi, ở đây là một cái cây cực kỳ đẹp luôn nè. Cái này em chia được hai lá đang hoa nha mọi người ơi, hai lá đang hoa. Mã này là một trong những cái mã rất là xuất sắc. Buổi tối rồi mình nhìn thấy nó không ấy lắm chưa. Cây này á, là cực kỳ đẹp và rất là đáng chơi. Thì em chia được hai lá nha mọi người, hai lá giá là cái này cái mã nằm ở đâu, cái này tên gì, 40 quạt mo nha mọi người. Cái này là nếu mà anh chị nào mà chơi cái chậu tác phẩm á, thì inbox cho em sẽ chia sẻ cho mọi người chơi để cái chậu tác phẩm. Cái này rất là đẹp nha mọi người, cái dòng này lá cực kỳ to và cực kỳ đáng sưu tầm luôn á, tại vì cái này nó đang đi hướng đẹp quá. Nếu mà mình chơi tác phẩm thì mình chơi cũng được, còn nếu mà anh chị muốn chia hai lá thì em chia sẻ cho mọi người hai lá là 1.800.000 nha mọi người. Đây, anh chị nào yêu thích thì cứ inbox cho em, cái lưỡi cực kỳ đẹp luôn, rất là đỏ, rất là đáng chơi ha, tia sâu vào đây đó. Bây giờ tối quá mình không có nhìn đẹp, mình nhìn nó không đẹp được. Hai lá cây này, cái bản lá của nó, bởi mới nó mới có tên là 40 quạt mo mọi người, cái bản lá của nó rất là to và rất là đáng chơi nha. Anh chị yêu thích thì cứ inbox cho em theo số điện thoại là 0914727162, mã 40 quạt mo nha mọi người, cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng chơi. Thì hôm nay em trời muốn mưa rồi, em tranh thủ lên một số các mặt hoa để cho anh chị mình sưu tầm ha. Đầu tiếp tục em lại có một cái cây 158 này. Cây 158 này cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng sưu tầm luôn á mọi người. Mắt thì nó mới có khai thác một nhát thôi mọi người nha. Mới có khai thác một nhát thôi nha. Một ba lá một mầm rồi, riêng cái thằng này mầm cực kỳ nhiều luôn. Ở đây nó mới khai thác một nhát thôi, ở đây nó còn mắt nữa nè, thấy không? Mắt còn rất là nhiều cho anh chị mình sưu tầm. Ba lá này em chia sẻ với mọi người giá là 2 triệu nha mọi người, mã 158 đỏ. Anh chị nào yêu thích thì cứ inbox cho em. Dòng mã 158 này bông rất to và cái lưỡi nó có tia nhìn cực kỳ dễ thương luôn. Cây cũng rất là khỏe và hiện tại đang lên mầm nha mọi người. Mã 158 đỏ giùm em. 158 đỏ này chỉ mới có một nhát cắt thôi mà còn lại rất là nhiều mắt ngủ luôn. Cái này một thân nó cho được khoảng tầm 3 mắt ngủ luôn mọi người, có thân bự là khoảng tầm 4 mắt ngủ luôn nha. Đó, một nhát cắt ở đây em cho mọi người thấy rõ, còn lại là đủ mắt hết. Anh chị nào chơi in thì inbox giùm em theo số điện thoại là 0914727162. Mã này chia cho mọi người giá 2 triệu thôi mà cực đẹp, cực êm và cực kỳ đáng chơi luôn. Chỉ có một chậu này thôi, chỉ còn một chậu này thôi nha mọi người. Rất là VIP nha mọi người, mã 158 đỏ này cực kỳ VIP luôn. Ở đây em có một cái cây người đẹp Khánh Minh mini nha mọi người. Mọi người nhìn thấy cái mini đỏ nhung ha. Mã này chia sẻ với mọi người 200.000 một chậu này nha. Người đẹp Khánh Minh cánh rất dày nha. Hàng này là hàng cánh sáp, cánh rất dày và rất là đáng sưu tầm. Xiên hoa nữa, cứ lên thân mới là cho hoa về mình trồng chậu mới lại giùm em. Chậu đang hoa này chia sẻ với mọi người giá là 200k cho anh chị mình sưu tầm mọi người nha. Rồi cây này cái đắc hồ ren này bán luôn đi hả? Sao không có chớp rồi đúng không? Cái cây này hồi đó để lại để sổ, tại vì nó là lá chớp mầm chớp, nhưng mà giờ cái hoa nó thì nhìn thì ở đằng sau nó hơi chớp chớp thôi đó. Nhưng mà cây này uổng ghê, cây này chớp đậm một chút xíu, sâu vô chút xíu nữa là lụm tiền luôn. Mầm chớp luôn mọi người, mầm chớp hồi đó để lại cái mầm chớp đã lắm, lá của chớp mà cái hoa nó không chớp, tức ghê. Đắc hồ ren nha mọi người, đắc hồ ren, cây này mà chớp là vô mánh luôn, cây này là em một bụi bự. Chia cho mọi người chậu đắc oren này với giá là 180.000. Hàng này là hàng xưa nha mọi người, lâu rồi ha, em tắt chiếc ra em trồng bụi được mấy chậu á, tại vì để lại á. Nè anh chị thấy không, thân lá cỡ đó đó, hơn hai gang tay ha. Đắc oren nha mọi người, đắc oren đây.
cái phần này mà hả, nó chớp sâu hoặc là nó đổi màu một chút là lụm lúa rồi. Cái này nó cũng cam mà nó nhìn vậy thì thất bại rồi mọi người. Đó, đây là cái chậu này chia bán cho mọi người là cái cây cam chơi 200. Anh chị nào chơi thì anh bắt giùm em. Cái mã này B5 nha mọi người, mã này cực kỳ mắc luôn á mọi người nha. Cây này hô, cây này rất là mắc, cây B5 này, cây B5 này chia sẻ với mọi người khá là cao nha anh chị. Cây này là một trong những cái dòng B5 VIP, B5 VIP. Cao, cây này giá mắc. 2 lá em chia cho mọi người, 2 lá là 2,5 triệu. Mã B5 này mọi người. Cây này mắc tiền nha. Đó. Cái lưỡi của nó hạ đậm lên là cái viền của nó màu cam, cái lưỡi nè. Viền của nó màu cam rất là đẹp. Nha mọi người, cái này nó yếu quá, nó chưa có đạt. Cây này nở đạt cực kỳ đẹp luôn. Khuôn hả, tròn, mông, mọi người thấy mông rất là cong nè. Cái này nở chưa đạt thì em chia cho mọi người, ai thích đó thì inbox cái chậu này. Tại vì dòng này thì dòng B5 sổ thì nó rất là mắc. Làm có báo trước tại vì B5 chỉ được vài cây đẹp thôi mọi người. B5 sổ, cái dòng B5 sổ nó khó ra cây đẹp lắm. Chậu này chia cho mọi người 2 lá đang hoa luôn là 2,5 triệu nha. Anh chị nào chốt thì cứ inbox cho em. Rồi em hôm nay em like nhiêu đó thôi nha mọi người. Có cái một cái câu hai nữa mà để đâu rồi. Hôm nay em quay video nhiêu đó thôi tại trời nó muốn mưa rồi. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Bye bye.